giết, cắp, lùi. Lăm. Lại. Rồi, lại. Rồi. Thập ba. Nhạ. Rồi. Rồi lại đứng đó, lại đó, đứng đó, lại đứng đó, lại đứng lại đứng lại đứng lại đứng lùi đứng yên lùi lùi đó lùi. Huấn luyện chó động tác đứng. Huấn luyện chó động tác đứng, tác dụng thành lập phản xạ có điều kiện cho chó động tác đứng bằng tín hiệu âm thanh và tín hiệu hình ảnh của người huấn luyện, giúp người huấn luyện điều khiển chó từ tư thế khác sang tư thế đứng được nhanh chóng chính xác. Qua đó rèn luyện tính kỷ luật làm cơ sở để huấn luyện các động tác khác. Các kích thích sử dụng trong huấn luyện. Kích thích có điều kiện: khẩu lệnh chính đứng, khẩu lệnh bổ trợ giỏi, yên, sai. Kích thích không điều kiện: kích thích cơ học, giật dây cương, nâng chặn giữ chó đứng, kích thích thức ăn, mùi vị thức ăn, vật chó ham thích. Phương pháp huấn luyện. Huấn luyện chó động tác đứng tại chỗ. Ở tư thế đứng nghiêm, chó nằm hoặc ngồi ở bên cạnh. Muốn điều khiển chó đứng, trước hết hô khẩu lệnh đứng. Đồng thời, chân trái lùi về sau một bước, hạ thấp người, tay phải thu cương và trùng cương. Khẩu lệnh phát ra từ 0,5 đến 2 giây, cùng lúc sử dụng các kích thích tác động như tay phải giật cương từ dưới lên trên về trước, chếch 45 độ, tay trái bàn tay duỗi ra khép lại, luồn dưới bụng và nâng chó đứng, thu chân trái về thành tư thế đứng nghiêm, khen thưởng chó kịp thời. Huấn luyện chó động tác đứng khi đang vận động. Khi đang vận động, muốn điều khiển chó đứng, trước hết chân phải bước về trước, đồng thời hô khẩu lệnh đứng. Tay phải thu cương hạ thấp người, khẩu lệnh phát ra từ 0,5 đến 2 giây, cùng lúc tác động các kích thích. Tay phải giật cương từ dưới lên trên, về trước chếch 45 độ. Tay trái bàn tay duỗi ra khép lại, vuốt dọc sườn trái của chó từ trên xuống dưới tới sát đùi và gập bàn tay lại để chặn giữ chó đứng. Thu chân trái về thành tư thế đứng nghiêm, khen thưởng chó kịp thời. Những sai sót trong huấn luyện. Sử dụng kích thích có điều kiện và không điều kiện, không đúng trình tự, thời gian. Không dứt khoát, còn để chó di chuyển vị trí, tư thế, động tác khi chưa có lệnh. Không kiên trì, tỉ mỉ, linh hoạt, sáng tạo trong huấn luyện. Đốt cháy giai đoạn trong huấn luyện. Không điều chỉnh được quá trình hưng phấn và ức chế của chó. Trong huấn luyện chó hiện nay chủ yếu hình thành phản xạ có điều kiện bậc 1 là hình thành khi phối hợp một tín hiệu có điều kiện và một kích thích không điều kiện. Nếu nghiên cứu sâu hơn về huấn luyện, sẽ dùng nhiều tín hiệu để hình thành phản xạ có điều kiện bậc 2, bậc 3 và cao hơn. Tuy nhiên, các phản xạ có điều kiện ở bậc càng cao càng khó thành lập. Đây là động tác đứng, là đứng tại chỗ. Đây là động tác đứng, là đứng tại chỗ. Đứng. Các bạn nhớ nhé, động tác đứng tại chỗ, chân trái bước về sau. Đứng. Đó, thu về. Đứng khi đang vận động nha các bạn nhé, đứng khi đang vận động. Đứng, yên. Đứng, yên. Đứng, yên. Đúng cả phương pháp dẫn dụ, cả phương pháp cơ học. Đứng, yên. Đứng, yên. Đứng. 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 Đứng
Gọi chim cho ăn. Chim là ai? Bắt chít nha. Bắt chít. Lắm được bắt chít. Nè, chị ăn đi chị. Chị ăn xong rồi bay đi chơi nha. Chị ăn đi. Ăn đi chị kìa. Đây, đưa chị. Ăn đi, chị ăn đi. Ăn đi. Ủn Messi không được bắt chích nha.